Hello, chào các bạn, đây là diễn đàn motosaigon.vn. Đây, mình đang có mặt tại cà phê Palm Bistro 50 Lê Thánh Tôn, Nha Trang đây. Hôm nay đang diễn ra cái sự kiện Biker Weekend Nha Trang 2020 nha. Sẽ có tổng cộng 3 hãng xe luôn, Harley Davidson, Triumph với lại Royal Enfield. Tổ chức cho test ride rất là nhiều mẫu xe mới. Chút nữa mình sẽ diệt qua dàn xe cho anh em cùng xem. Thì cái sự kiện này diễn ra trong 2 ngày anh em, 20 đến ngày 21 tháng 6 2020. Thì các bạn nào có bằng A2 thì có thể đến đăng ký lái thử xe. Rất là thú vị, rất là nhiều xe mới. Đây dàn xe của khách ha. Khách đến tham dự của các anh chị em biker tại Nha Trang đến tham dự. Đây có là cho test ride cái dòng Heritage đây. Heritage mỗi xe dành cho các bạn thích rong ruổi trên các cung đường rồi, với kính chắn gió rất là cao nữa. Rất là tốt luôn, và hai cặp thùng hai bên. Còn đây là mẫu Quad Boy, một trong những mẫu xe ưa chuộng nhất, và sáng nay rất là nhiều người đăng ký chạy thử cái mẫu xe này. Rất là phấn khích luôn. Ở đằng kia là có mẫu xe của Triumph đang được test ride. Thì để đến test ride, các bạn chỉ cần bằng lái A2 và trang bị quần dài cho nó an toàn, mang giày nữa, mang giày nữa cho nó an toàn. Đây là mẫu Red Out đây, phát bóp này, phát bóp này với lại phát boy rất là bán chạy trong dòng shop teo, do cái ngoại hình nó to lớn lại rất là mạnh mẽ. Mẫu Red Out là siêu đẹp luôn. Thì các bạn đến đăng ký, toàn đăng ký bằng A2 rồi nhớ mang giày với lại đường dài để an toàn nhất. Và ở đây sẽ có trang bị bảo hộ cho anh em luôn, có nón nữa. Tiếp theo đó mình qua dàn xe của Triumph nhé. Đây là mẫu Tiger 900 đây. Tiger 900 vừa ra mắt luôn. Tổng cộng có 5 biến thể nha em, bao gồm bản tiêu chuẩn, bản GT, GT Pro, lại Rally và Rally Pro. Cái này là mẫu GT nè, GT Pro đây. Anh cao mét mấy anh? 65. 65 mà ngồi khỏe rồi. Các bạn thấy 1m65 ngồi lên con này khá là ok luôn. Này là nếu mà anh mang giày đi tour nó thoải mái nữa. Đây, Street Rambler. Cái chi tiết con Tiger các bạn thể lên motosaigon.vn để xem thêm mình các bài rất là chi tiết như giá bán và sự khác biệt giữa 5 các biến thể của Triumph Tiger 900. Đây, các khách hàng vừa trải nghiệm xong. Thì mỗi khách hàng khi đăng ký trải nghiệm sẽ có một bạn sale tư vấn đi theo để hỗ trợ các bạn chạy an toàn và cảm nhận rõ nhất cái ưu thế của mẫu xe. Đây, gian hàng của Triumph. Rambler, Jeep Rambler. Đây có cả hai mẫu để các bạn có thể so sánh luôn. Bên đây là đây Street Twin các bạn. Bên đây là mẫu Street Twin. Bên đây là Speed Twin ha. Cái này thì thiên về tốc độ hơn. Speed. Dáng này dạng là dáng classic hơn Street Twin này. Đây Bonnevi T100, mẫu xe huyền thoại của Triumph, dáng siêu đẹp. Thì trên con này còn có T120 cũng rất là ok luôn, dáng đẹp. Ngoài ra còn có T100 Black là phiên bản đen cao cấp các bạn, rất là hay. Và đây GS, Shippo GS. Đây theo mình thấy là mẫu này mẫu đời trước nè, cái đèn nó to hơn. Có mẫu mới thì cái đèn nó sẽ khác và đẹp hơn. Đây Royal Enfield GT 650cc với lại Interceptor 650. Hai mẫu xe đầu tiên trang bị khối động cơ 2 xi lanh thẳng hàng của Royal Enfield. Đây Himalayan. Đến cái sự kiện hôm nay đây cũng là cơ hội để các bạn sở hữu xe luôn nhé. Wow.
chỉ dành riêng cho hai cái ngày diễn ra sự kiện này các bạn. Khi mà đến, nếu mà đăng ký mua xe có thể ưu đãi lên tới 12 triệu mấy nè. Rất kỳ ưu đãi luôn, ngoài ra có quà tặng với lại đồ bảo hộ, thời trang, đồ rất là hay. Đây một mẫu Interceptor mà phiên bản Chrome. Rất là nhiều ưu đãi luôn nha. Ok, chi tiết mình sẽ cập nhật trên website giá bán như chi tiết ưu đãi, anh em nhớ đón xem nhé. Xin cảm ơn và chào các bạn.